Rồi xin kính chào anh chị em và các bạn. Thì hình mình vừa cập nhật được một cái tin rất là nóng về tình hình cứu trợ lũ lụt ở miền Trung có liên quan đến ca sĩ Phương Thanh. Thì trong ngày hôm nay, nữ ca sĩ Phương Thanh đã được Sở Văn hóa Thông tin thành phố Hồ Chí Minh mời lên làm việc về cái vấn đề cô đã phát ngôn trên Facebook về cái tình hình cứu trợ lũ lụt ở miền Trung và đã gây ra những cái phản ứng trái chiều gây tranh cãi. Thì trong cái nguyên văn cái đoạn Facebook của cô thì cô ghi là khi cô đến Quảng Ngãi cứu trợ đồng bào ở miền Trung bị lũ lụt thiên tai thì đã có nhiều người dân ở đó không rơi vào hoàn cảnh khó khăn, đứng ở những nơi khô ráo nhưng vẫn canh me. Phương Thanh dùng cái từ đó là canh me, nói là đoàn của Thủy Tiên tới rồi, cho mỗi người 10 triệu, cho mỗi người 10 triệu. Ý của Phương Thanh nói là mọi người canh me để nhận được tiền, nhận được 10 triệu. Và Phương Thanh cũng có nói thêm là khi mà một cái đoàn đã cho tiền nhiều quá thì người dân sẽ nổi lên một cái lòng tham, đó là người dân chỉ muốn tiền thôi, người dân không có muốn lấy đồ ăn, nước uống gì nữa. Trong đó Phương Thanh cũng có nêu cái ý là người dân vứt bỏ đồ ăn, vứt bỏ hàng hóa, mà công lao của rất là nhiều người đã thức đêm hôm để làm. Chúng ta có thể hiểu có lẽ Phương Thanh nói đến những cái đòn bánh chưng. Thì đó là những cái ý kiến của Phương Thanh trong cái post trên Facebook của mình. Thì những ý kiến đó đã gây ra những cái phản ứng trái chiều và nhiều người dân, nhiều cộng đồng mạng nói Phương Thanh là phải xin lỗi người dân Quảng Ngãi, phải đính chính lại những cái lời nói của mình trên Facebook. Thì qua đó thì Phương Thanh đã được Sở Văn hóa Thông tin mời lên làm việc vào ngày sáng hôm nay, ngày 2 tháng 11. Thì đó cũng là thông tin rất là nóng sốt trong ngày hôm nay mà báo vừa cập nhật vào lúc 9 giờ hơn tối ngày hôm nay, ngày 2 tháng 11. Thì mình vừa đọc được cái tin này trong vòng 60 phút là mình cập nhật thông tin trên đây để mình báo cho anh chị em biết là cái tình hình nó là như vậy. Thì ngoài ra có một cái vấn đề, đó là khi mà Phương Thanh post cái tút này á thì cũng có cái một cái sự mọi người nói là Phương Thanh có một cái sự nhầm lẫn giữa địa phương. Khi mà Phương Thanh đi làm cứu trợ á thì thực ra là Phương Thanh đi đến Quảng Nam, nhưng trong cái tút của mình á thì Phương Thanh lại nói là người dân ở Quảng Ngãi. Thì đây cũng là một cái sự hiểu lầm và một cái sự sai lệch của Phương Thanh. Thì thực sự như thế nào thì mình cũng chưa biết rõ, nhưng mà cái thông tin đưa lại là báo chí viết là như vậy, nói là Phương Thanh đi đến Quảng Nam cứu trợ nhưng mà lại nói là đó là Quảng Ngãi và có ý là xúc phạm người dân Quảng Ngãi là tham lam, chỉ muốn tiền chứ không lấy hàng hóa. Thì đó là một cái thông tin, cái tút gây hiểu lầm của Phương Thanh trên mạng xã hội. Thì hiện nay là cộng đồng mạng đang có những cái suy nghĩ trái chiều. Bên cạnh đó cũng có nhiều người là cho rằng cái việc mà cho tiền sẽ khiến cho người dân quen, và sau đó sẽ khi mà cho đồ ăn thức uống thì họ sẽ không thích và họ chỉ thích lấy tiền. Nhiều cũng có nhiều ý kiến trên cộng đồng mạng cho rằng cho tiền thì người dân sẽ thích hơn, họ muốn mua gì họ mua, còn cho đồ ăn cho nước uống thì họ là không thích bằng, và gây ra một cái hiện tượng xấu, đó là họ sẽ coi thường những cái đoàn cứu trợ mà người ta chỉ cho đồ ăn thức uống hoặc là nhu yếu phẩm chứ không có cho tiền như là cái đoàn của Thủy Tiên đó. Ý ý trên mạng Phương Thanh viết là như vậy và một số người cũng đồng tình với ý kiến của Phương Thanh là như vậy. Còn những người không đồng tình thì họ cho rằng Phương Thanh xúc phạm người dân Quảng Ngãi và yêu cầu Phương Thanh phải đưa ra lời xin lỗi, lời đính chính. Đó đó là những cái gì, những cái thông tin mà người cộng đồng mạng đã chia sẻ, đó là như vậy. Thì mình cũng cập nhật cho mọi người biết luôn đó, để mọi người biết là cái tin đó là như vậy. Rồi tin nóng tối hôm nay chỉ có như vậy thôi. Thì cảm ơn anh chị em đã xem. Rồi dự đoán là tối nay là bão số 10 sẽ vào miền Trung. Chúng ta chờ đợi xem sáng ngày mai coi tình hình như thế nào, bão lũ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến miền Trung nữa. Tình hình hết sức là căng thẳng. Rồi một lần nữa cảm ơn và chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Chúc anh chị em đồng bào ở nước ngoài thì có một ngày làm việc đầy hiệu quả. Cũng sắp đến cái ngày bầu cử tổng thống Mỹ, thì mọi người cũng hết sức là hồi hộp để xem ai là người sẽ được người dân chọn tiếp theo. Rồi.
Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo.